Hòa Thị. Đấy. Hay không? Rất là tuyệt vời. À, ngoài ra kênh nước ngoài, kênh mấy kênh đặc sắc này xem ra xem được luôn. Ariel. Hai cái bên mới vào đây rồi, để lắp đuôi rồi. Để cho anh em xem cái giao diện của nó luôn. Nó khác hoàn toàn so với cái giao diện cũ ban đầu. Đây là cái trang chủ của nó này. Đấy, các bạn nhìn không? Đây rất là nhiều cái hay ho, ví dụ cái YouTube này. Đấy, nhạc Mixcloud này, nhạc SoundCloud này. Nhạc YouTube này, đặc biệt là cái nhạc YouTube này nó rất là nhanh. Để chọn luôn nhé. Đấy. Đặc biệt là cái phần YouTube nó rất là nhanh, cải thiện rõ rệt. Giờ anh em đây là cái đầu HD thường của một anh khách nhé. Bây giờ sẽ nâng cấp thành con tay main, một con cam rất vào đây. Đó. Đây là tem chính hãng của bên VK083, phiên bản K Plus, phiên bản cao cấp nhất của hãng nhé. Đây là cái giao diện của cái đầu HD thường này, nó chưa có cái nhạc online và giao diện cũ. Đấy, đây là cái giao diện cũ này, chưa có nhạc online, chỉ có hát nhạc trong ổ thôi. Và bây giờ em sẽ thay toàn bộ cái phần bên mạch chính này bằng cái bên này. đầu sau khi nâng cấp xong. Anh nhìn này, rất đẹp luôn. Ok, cắm vào để test cho bác xem luôn. Thanh pin mới vào đây rồi, để lắp đuôi rồi. Để cho anh em xem cái giao diện của nó luôn. Nó khác hoàn toàn so với cái giao diện cũ ban đầu. Đây là cái trang chủ của nó này. Đấy, các bạn nhìn không? Ở đây rất là nhiều cái hay ho. Ví dụ cái YouTube này, đấy, nhạc Mixcloud này, nhạc SoundCloud này, nhạc YouTube này. Đặc biệt là cái nhạc YouTube này nó rất là nhanh. Tôi chọn luôn nha. Đấy. Đặc biệt là cái phần YouTube nó rất là nhanh, cải thiện rõ rệt. Đó. Qua bài không khác gì anh em đang chạy trong ổ cứng. Anh nhìn thấy không? Cái tiếp theo ở đây em muốn giới thiệu cho anh em ở đây chúng nó là cái phần app ở đây để chúng ta, các bạn nào mà dùng gia đình ấy có thể xem được cho nên chính là cái này. Sẽ cài nào vào đây, sẽ tính cài đặt đăng, quay trở lại cài thêm cho bác một cái này nữa thì là cái Lake TV. Open cho bác xem luôn. Đấy, các kênh VTV nhé. Đấy, VTV 6 này. Ok chưa? Có thấy không? Quay trở lại nhé. Có kênh VTC, VTV Cap này, SCTV này, Facebook này, kênh phim tổng hợp. Đấy, sức khỏe chuyên biệt đầu, hoạt hình. Đấy, hay không? Rất là tuyệt vời. Ngoài ra kênh nước ngoài, kênh mấy kênh đặc sắc này xem sao, xem được luôn. Ariel, một cái đầu là đa phương diện, rất là nhiều phương diện giải trí. Ngoài ra có cả bóng đá nhé, trận hot này, trận đấu chưa diễn ra. An ninh TV chưa? Anh em có thể vào đây để ngoài ra thì anh em phải xem bóng đá được. Đấy chính là cái BTV. Trận cầu đỉnh cao luôn, sẽ xem trực tiếp trên các cộng. Bấm vào đây là danh sách kênh. Đây toàn bộ những danh sách kênh của các cộng. Đấy, bóng đá nhé. Sau đó anh em thoát ra để đầy hát karaoke, giao diện chính nó như này. Bài nhạc hoa lời Việt bất hủ, bài nhạc hoa lời Việt đó. Ca sĩ app đã chọn bài hát Đại Lễ Vu Lan, top trend, top trend những bài hot nhạc trẻ, non top, full check đủ các loại bài hát luôn. Rồi, rất là hay. Sách Thái Hòa. Ưu tiên. Ca cổ miền Nam này, tân cổ của nhạc trong miền Nam rất nhiều luôn, tân cổ. Rap Việt. Yêu là cưới, những bài hát cưới. Bài rồi, ok, các bác nào có nhu cầu nâng cấp hãy liên hệ theo số điện thoại ở bên dưới màn hình nhé. Số Zalo là 0989584536, còn số hotline là 0827 082372 999 nhé anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái video review tiếp theo.